Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Gánh nặng về Ai Cập. Này, Đức Giê-hô-va cởi đám mây mau kiếp đến Ai Cập. Các thần tượng của Ai Cập đều run rẩy trước mặt Ngài. Lòng Ai Cập sẽ tan chảy giữa nó. Ta sẽ xui người Ai Cập đánh người Ai Cập. Anh em nghịch cùng anh em, lân cận nghịch cùng lân cận, thành nghịch cùng thành, nước nghịch cùng nước. Tâm thần Ai Cập sẽ luộn bại giữa nó, ta sẽ phá tan mưu trước nó. Bây giờ chúng nó sẽ cầu hỏi các thần tượng cùng thuật sĩ, kẻ kêu hồn cùng thầy bói. Ta sẽ phó dân Ai Cập trong tay chúa hung dữ, và một vua bạo ngược sẽ cai trị chúng nó. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nước biển sẽ tắt, sông cạn và khô. Các sông sẽ trở nên hôi thối, ngòi rạch rặt xuống và khang đi, sậy lau đều chết héo. Các đồng cỏ ở bờ sông Ni-lơ cùng hết thảy đồng ruộng đã gieo của nó đều héo khô, bị thổi đi không còn nữa. Những người đánh cá sẽ than vãn, mọi kẻ buông câu nơi sông Ni-lơ đều rên xiết, và kẻ thả lưới trên các dòng nước đều âu sầu. Những kẻ làm vải gai mịn và những kẻ dệt vải trắng đều xấu hổ. Các trụ của Ai Cập đều bị gãy, hết thảy thợ thầy đều có lòng lo. Các quan trưởng ở Soan rất đần độn, mưu sĩ rất khôn ngoan của Pharaoh chỉ bày ra kế dại khờ. Sao các ngươi nói cùng Pharaoh rằng, tôi là con các bậc hiền triết, con các vua đời xưa? Vậy thì các bậc hiền triết ngươi ở đâu? Các bậc ấy hãy cho ngươi biết đi. Các bậc ấy nên biết Đức Giê-hô-va vạn quân đã định gì về Ai Cập. Các quan trưởng ở Soan đã nên dạ dột. Các quan trưởng ở Nốt bị lừa dối. Những người làm hòn đá góc của các chi phái Ai Cập đã làm cho nó lầm lạc. Đức Giê-hô-va đã xen sự trái ngược vào giữa nó, nên chúng nó làm cho Ai Cập sai lầm trong mọi việc, như người sai vừa mửa vừa đi siêu tó. Chẳng có việc gì mà đầu và đuôi, cây kè và cây lau sẽ làm ra được cho Ai Cập cả. Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ giống như đàn bà, thấy tay Đức Giê-hô-va vạn quân vung lên trên mình thì run rẩy sợ hãi. Bây giờ đất Giu-đa sẽ nên sự kinh hoàng cho Ai Cập. Hễ khi người ta xưng tên ấy ra trước mặt ai thì nấy sợ khiếp, vì ý chỉ của Đức Giê-hô-va vạn quân đã định nghịch cùng nó. Trong ngày đó, tại xứ Ai Cập sẽ có 5 thành nói tiếng Canaan và chỉ Đức Giê-hô-va vạn quân mà thề. Trong đó có một thành gọi là thành hủy diệt. Trong ngày đó sẽ có một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va ở giữa xứ Ai Cập và có một trụ cho Đức Giê-hô-va nơi bờ cõi nó. Ấy là dấu và chứng cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại xứ Ai Cập. Bởi chân chúng sẽ kêu đến Đức Giê-hô-va vì cớ kẻ bạo ngược, và Ngài sẽ sai một đấng cứu và binh vực để giải thoát họ. Đức Giê-hô-va sẽ cho Ai Cập biết Ngài. Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ biết Đức Giê-hô-va. Ắt họ sẽ dâng hy sinh và của lễ mà thờ phượng Ngài, lại khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va và hoàn nguyện. Đức Giê-hô-va sẽ đánh Ai Cập, đánh rồi lại chữa lành. Họ sẽ trở về cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nghe lời họ cầu nguyện và chữa lành cho. Trong ngày đó sẽ có con đường cái đi từ Ai Cập đến Assyri. Người Assyri sẽ đến Ai Cập, người Ai Cập sẽ đến Assyri. Người Ai Cập và người Assyri đều cùng nhau thờ phượng Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Israel sẽ hiệp cùng Ai Cập và Assyri làm ba, đặng làm nên nguồn phước giữa thiên hạ. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã chúc phước cho họ mà rằng: Ai Cập dân ta, Assyri công trình của tay ta, Israel gia tài ta, đều hãy được phước. Chương 20.
nhằm năm mà Sargon, vua Assyri, sai Ta Tân đến Ách Đốt vây thành và chiếm lấy. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va nhờ con trai A-mốt là Ê-sai mà phán rằng: "Hãy đi, cổi bao gai khỏi lưng ngươi và lột giày khỏi chân ngươi." Ê-sai vâng lời, đi trần và chân không. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: "Như đầy tớ ta là Ê-sai đã đi trần và chân không trong 3 năm, làm dấu và điềm chỉ về Ê-díp-tô và Ê-thi-ô-bi thế nào, thì những phu tù của Ê-díp-tô và lưu tù của Ê-thi-ô-bi, cả trẻ lẫn già, cũng bị vua A-sê-ri giải đi trần và chân không, bày mông ra thể ấy để làm nhục nước Ê-díp-tô. Bây giờ chúng nó sẽ sợ sệt và hổ thẹn vì cớ Ê-thi-ô-bi là sự trông cậy mình và Ê-díp-tô là sự vinh hiển mình. Trong ngày đó, kẻ ở gần biển sẽ nói rằng: kìa, dân tộc mà chúng ta vốn đem lòng trông cậy và chạy đến cầu cứu để được giải thoát khỏi vua A-sê-ri thì nay đã trở nên thể ấy rồi. Chúng ta làm sao trốn khỏi được?" Chương 21. Gánh nặng về đồng vắng ở gần biển. Nó đến từ đồng vắng là đất đáng kinh khiếp, khác nào cơn gió lốc vụt qua trong phương Nam. Có sự hiện thấy hải hùng đã tỏ ra cho tôi: kẻ gian dối ở gian dối, kẻ tàn hại làm tàn hại. Hỡi người Ê-lam hãy lên, hỡi người Mê-đi hãy vây đi, ta sẽ làm cho dứt mọi tiếng than thở nó. Vậy nên lưng ta đau lắm, quặn thắt như đàn bà đang sinh đẻ. Sự đau đớn mà ta chịu làm cho ta không nghe, sự kinh hãi làm cho ta không thấy. Lòng ta mê muội rất nên khiếp sợ, vốn là chiều hôm ta ưa thích đã đổi ra sự run rẩy cho ta. Người ta đặt bàn tiệc, các kẻ canh giữ, người ta ăn và uống. Hỡi các quan trưởng hãy chờ dậy, hãy thoa dầu cho cái thuẫn. Vì Chúa phán cùng tôi như vậy: hãy đi, sắp đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo. Khi nó thấy quân lính cưỡi ngựa đi từng cặp và có lừa cùng lạc đà từng bầy, thì nó phải chăm chỉ mà nghe. Đoạn nó kêu lên như sư tử mà rằng: hỡi Chúa, tôi đứng rình nơi chòi trông cả ngày và đứng tại chỗ tôi canh cả đêm. Này, có quân lính cưỡi ngựa đi từng cặp mà đến. Nó đáp rằng: Babylon đổ xuống rồi, đổ xuống rồi. Mọi hình tượng tà thần của nó đã bể nát trên đất rồi. Hỡi lúa bị đạp của ta là thóc trên sân kia. Sự ta đã nghe từ Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là Đức Chúa Trời của Israel, thì ta đã bảo cho ngươi biết. Gánh nặng về Duma. Có người từ Seir kêu tôi rằng: hỡi người canh đêm thế nào, hỡi người canh đêm thế nào. Người canh đáp rằng: buổi sáng đến, đêm cũng đến. Nếu muốn hỏi thì hỏi đi, hãy trở lại, hãy đến. Gánh nặng về Arabi. Hỡi đoàn đi buôn ở Dedan, sẽ ngủ trong rừng xứ Arabi. Dân cư Thema đã đem nước cho những kẻ khác, đã đón những người trốn đặng cho họ bánh. Vì họ trốn gươm trần, trốn cung dương ra, trốn sự chiến tranh kinh khiếp. Chúa đã phán cùng tôi như vậy: trong 1 năm nữa, kể như năm kẻ ở mướn, cả sự vinh hiển của Kê-đa sẽ hao mòn. Những kẻ cầm cung mạnh mẽ là con cái của Kê-đa sẽ sót lại, chẳng bao lâu, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán vậy. Thi Thiên 46. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy.
Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào. Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng và đốt xe nơi lửa. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Chương 15. Hỏi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Và nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Ra ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa, và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài, mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày. Thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta.
nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Epheso thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội, vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng, người chết sống lại thế nào? Lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt. Mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy, có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Hỏi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chương 16. Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Vậy, tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Macedon, vì tôi phải ghé qua xứ Macedon. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa,
để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Lần này tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Nếu Timôthê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khỏi sợ sệt gì trong anh em, vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy. Nên chớ có ai khinh người. Hãy đưa người đi về bình an, hầu cho người đến cùng tôi, vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em. Còn như anh em chúng ta là Apollo, tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng các anh em. Nhưng hiện nay người chắc chưa khứng đi, người sẽ đi trong khi có dịp tiện. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Hỏi anh em, còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Sê-pha-na, Phô-tu-na và A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm. Các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quý trọng những người dường ấy. Các hội thánh ở xứ A-si chào thăm anh em. Aquila và Berisin gửi lời chào anh em trong Chúa. Hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy. Hết thảy anh em đây chào thăm các anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Tôi là Phao-lô, chính tay tôi viết chào thăm anh em. Bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathem. Maranatha. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ ở với anh em. Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.